Seguimi, dice il Signore risorto a Pietro, come sua ultima parola a questo discepolo. Hãy theo ta. Khi Chúa Giêsu phục sinh, Ngài đã nói những lời này với thánh tông đồ Phêrô. Hãy theo ta. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị, khi còn là một sinh viên trẻ tuổi, đã lắng nghe được tiếng gọi của Thiên Chúa. Ngài kể về chức linh mục của Ngài là do bị thu hút bởi lời phán dạy của Thiên Chúa. Hãy theo ta. Vào tháng 7 năm 1958, Ngài được chỉ định để trở thành giám mục phụ tá của địa phận Krakow. Hãy theo ta. Karol Wojtyła chấp nhận sự bổ nhiệm đó vì Ngài đã lắng nghe được tiếng gọi của Chúa Kitô qua giáo hội. Hãy theo ta. Vào tháng 10 năm 1978, Đức Hồng Y Wojtyła một lần nữa lắng nghe tiếng gọi của Chúa đối với câu hỏi: Karol, con có yêu mến Thầy không? Vị tổng giám mục của Krakow trả lời từ tận đáy thẳm sâu của con tim: Lạy Thầy, Thầy biết tất cả mọi sự, Thầy biết con yêu mến Thầy. Bất kỳ ai đã từng thấy Ngài cầu nguyện, đã từng nghe Ngài giảng, đều biết rõ về điều này. Nhờ sự gắn bó rất sâu đậm với Chúa Kitô mà Ngài có thể vác lấy gánh nặng vượt quá sức chịu đựng và khả năng của con người, để trở thành vị mục tử cho đoàn chiên của Chúa Kitô và giáo hội hoàng vũ của Ngài. Đức Thánh Cha đã cảm nghiệm được lòng xót thương thật sự của Thiên Chúa trong chính mẹ Maria. Khi còn ấu thơ, Ngài đã mất đi người mẹ thương yêu của mình, và Ngài cũng đã làm như Thánh Gioan đã từng làm, là mang mẹ Maria vào trong chính ngôi nhà của mình. Và từ người mẹ ấy, Ngài đã học biết được cách tuân theo những ý định của Chúa Kitô. Không ai trong chúng ta lại có thể quên được Chúa Nhật phục sinh cuối cùng của đời Ngài. Dẫu đau đớn tột bậc, vẫn một lần nữa tiến ra cửa sổ, và lần cuối cùng Ngài chúc phúc cho chúng ta. Chúng ta có thể chắc được rằng vị giáo hoàng khả kính của chúng ta ngay lúc này cũng đang đứng tại cửa sổ của nhà Cha để nhìn xuống và chúc phúc cho tất cả chúng ta. Vâng, xin chúc phúc cho chúng con, thưa Đức Thánh Cha. Chúa chiên gánh người thương dân tôi đi, tôi không sợ chết.
Yeah.